Chào mừng các bạn đến với chương trình học tiếng Việt cùng Tommy. Đây là bài số 42 trong loạt bài tiếng Việt trung và cao cấp. Hôm nay chúng ta sẽ nói về các từ tiêu chảy, tào tháo rượt, dí. Tiêu chảy, tào tháo rượt, dí. Tiêu chảy đánh vần là i e u iu, tờ yêu tiêu, a i a, chờ ây chay hỏi chảy. Tiêu chảy, tào tháo rượt đánh vần là a o ao, tờ ao tao huyền tào, a o ao, thờ ao thao sắc tháo, ư ơ tờ ước, rờ ước rước nặng rượt, tào tháo rượt. Dí đánh vần là y giờ y di sắc dí. Tiêu chảy có nghĩa là gì? Khi chúng ta đi du lịch đến một đất nước mới, một nơi mới, một địa điểm mới, chúng ta ăn thức ăn ở vùng đó thì có thể là thức ăn không hợp vệ sinh, có thể là bị nhiễm trùng. Thì khi ta ăn, ăn sau đó khoảng độ 30 phút hoặc 1 tiếng gì đó, bụng chúng ta cảm thấy đau, và sau đó chúng ta đi tiêu chảy. Đi tiêu chảy có nghĩa là chúng ta đi cầu, chúng ta đi vệ sinh. Okay. Chúng ta vô nhà vệ sinh, chúng ta ngồi xuống và chúng ta đi vệ sinh, chúng ta đi cầu. Như vậy, đi tiêu chảy có nghĩa là vô nhà vệ sinh và chúng ta, cái bụng của chúng ta ở đây, bao nhiêu thứ trong bụng ở đây, theo đường ruột đi ra ngoài. Okay. Và tiêu chảy là tình trạng chúng ta đi vệ sinh, chúng ta đi cầu, chúng ta đi ra ngoài. Hay nói khác hơn, chúng ta đi ỉa trong tình trạng rất nhiều nước. Đi tiêu chảy có nghĩa là tình trạng đi ỉa ở dạng phân lỏng, nước rất là nhiều. Bởi vì phân lỏng rất nhiều nước, chúng ta mất rất nhiều nước, có nghĩa là cơ thể chúng ta thải ra, mất đi rất nhiều nước, do đó chúng ta rất là mệt. Và thường thì khi mà bị tiêu chảy thì cứ sau khoảng độ 15-30 phút chúng ta lại đi vệ sinh, chúng ta lại đi cầu, chúng ta lại đi ỉa một lần, ra rất nhiều nước, do đó chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi. Thì một người khi bị tiêu chảy, người đó cần phải bù nước. Bù nước có nghĩa là phải uống thêm nước vào, uống liên tục để bù lại cho cái lượng nước trong cơ thể của chúng ta đã mất đi, đã chảy ra. Khi bị tiêu chảy thì cơ thể rã rời và gần như chúng ta không thể làm được việc gì cả. Chúng ta chỉ có nằm trên giường, sau đó lại vô nhà vệ sinh. Như mình đã đề cập các từ đi vệ sinh, đi cầu, đi ỉa. Đây là các từ có ý nghĩa giống nhau. Đi vệ sinh có nghĩa là bước vô nhà vệ sinh. Đi cầu ở đây có nghĩa là ngồi trên cái bồn cầu và ỉa xuống. Đi ỉa là một cái từ rất ư là bình dân. Mình ít có khi nào sử dụng từ này đối với khi mình nói chuyện với người lớn tuổi hơn hoặc là mang tính chất trịnh trọng. Bạn có thể sử dụng một từ khác để nói về việc đi vệ sinh, đi cầu, đi ỉa. Và từ này mang tính chất là y khoa, có nghĩa là về mặt y học đó. Đó là chúng ta có thể nói là đi đại tiện. Đi đại tiện có nghĩa là đi ỉa. Ok, nó khác với đi tiểu tiện. Tiểu tiện có nghĩa là chúng ta tiểu ra, đái ra. Ok, nhưng các bạn lưu ý một điều, như mình nói đi tiêu chảy có nghĩa là đi ỉa, đi đại tiện, nhưng phân, tức là phân, đó là từ y khoa ha. Còn trong bình thường thì chúng ta nói là cất, phân là cất á. Thì phân hoặc cất đồng nghĩa, nó ở dạng lỏng, rất rất nhiều nước. Ok, như vậy bạn đã phân biệt được là đi vệ sinh, đi cầu, đi ỉa, đi đại tiện, tiểu tiện. Ok, vệ sinh có nghĩa bước vào nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh, khi chúng ta vào nhà vệ sinh, chúng ta có thể gọi là
Chúng ta có thể đi đái, đi tiểu tiện. Chúng ta có thể đi ỉa, đi đại tiện. Đi cầu có nghĩa là chúng ta sẽ phải ngồi trên bồn cầu và chúng ta ỉa, chúng ta đại tiện. Đại tiện, đi đại tiện. Đại tiện là từ thuộc về y khoa. Khi mà bác sĩ nói chuyện với bệnh nhân thì hỏi là anh đại tiện như thế nào. Tiểu tiện cũng là một từ mang tính chất lịch sự. Ok. Đi đái hoặc đi ỉa là hai từ rất là bình dân. Chúng ta lấy ví dụ, anh ta bị tiêu chảy nên hôm nay xin nghỉ. Anh ta bị tiêu chảy nên hôm nay xin nghỉ. Có nghĩa là hôm nay anh ta bị tiêu chảy nên anh ta xin nghỉ, nghỉ làm một ngày hoặc hai ngày. Ví dụ khác, bác sĩ nói con bé bị tiêu chảy nên phải cho uống nhiều nước. Bác sĩ nói con bé bị tiêu chảy nên phải cho uống nhiều nước. Uống nhiều nước để bù nước, bù cho cái lượng nước chúng ta đã thải ra. Bây giờ chúng ta sẽ nói về từ tào tháo rượt. Tào tháo rượt. Tào tháo rượt là gì? Tào tháo rượt là tình trạng mà chúng ta cần phải đi vệ sinh, cần phải đi cầu, cần phải đi đại tiện, cần phải đi ỉa ngay lập tức. Nó diễn ra khá là bất ngờ. Chúng ta phải hành động ngay, phải đi ỉa ngay, phải đi đại tiện ngay, đi vệ sinh ngay, đi cầu ngay. Lý do dẫn đến tình trạng tào tháo rượt có thể là chúng ta ăn phải một thức ăn không hợp vệ sinh. Chúng ta ăn cái đó và lập tức cơ thể chúng ta phản ứng và chúng ta cần phải đi cầu, đi vệ sinh gấp. Nó bị tào tháo rượt. Nó bị tào tháo rượt có nghĩa là nó cần phải đi vệ sinh, đi cầu gấp. Nó chạy vô nhà vệ sinh rồi. Đó gọi là tào tháo rượt. Lấy ví dụ, người thứ nhất hỏi thằng Nam ở đâu rồi. Người thứ hai trả lời nó bị tào tháo rượt, nó vô nhà vệ sinh rồi. Mình sẽ lặp lại, thằng Nam ở đâu rồi, nó bị tào tháo rượt, nó vô nhà vệ sinh rồi. Hoặc có thể nói mạnh hơn chút xíu, thằng Nam ở đâu rồi, nó bị tào tháo rượt, nó chạy vô nhà vệ sinh rồi. Như các bạn có thể thấy là có nghĩa là anh ta, thằng Nam, vì một lý do gì đó, có thể là thức ăn nó không hợp vệ sinh hay là cơ thể yếu, đề kháng tệ, thì bị trúng, ăn thức ăn không hợp thì nó bị tào tháo rượt, cần phải đi vệ sinh gấp, chạy thẳng vô nhà vệ sinh, chạy gấp liền vào nhà vệ sinh. Okay. Như mình đã nói là tào tháo rượt có nghĩa là cần phải đi vệ sinh gấp, đi cầu gấp, đi ỉa gấp, đi đại tiện gấp. Thì trong trường hợp này, cái phân hoặc là cái cức mà anh ta đi ra thường ở dạng hơi bị lỏng, không phải là dạng tiêu chảy, là dạng như nước rất là rất rất là nhiều. Ở đây cũng có thể là có phân mềm, nhưng cũng có thể có tình trạng là phân mềm đó kèm theo nước. Lượng nước không giống như lượng nước nhiều như lượng nước khi đi tiêu chảy, nhưng mà là có nước. Và thường thì đối với tình trạng bị tào tháo rượt thì có thể là trong một ngày 24 tiếng anh ta bị tào tháo rượt một lần, sau đó có thể là cơ thể của anh ta sẽ hồi phục lại nhanh hơn, không có bị đi cầu, đi vệ sinh nhiều lần như đi tiêu chảy. Thường thì một người đi tiêu chảy có thể là trong 24 tiếng đồng hồ họ đi liên tục với tình trạng phân nước rất là nhiều, họ có thể đi 3-4 lần, thậm chí đi tới 10 lần, cơ thể kiệt quệ, vô cùng mệt mỏi. Nhưng mà tào tháo rượt có nghĩa là tại thời điểm đó, ngay tại thời điểm đó anh ta cần đi vệ sinh, đi gấp để cái bụng nó đau. Nhưng mà rồi sau đó có thể anh ta sẽ không có bị đau bụng nữa. Hoặc có thể anh ta bị tào tháo rượt như vậy, anh ta đi một lần và có thể đi tới lần thứ hai, nhưng mà ít có khi nào diễn ra tình trạng là đi 3-4-5 lần. Okay. Là bởi vì nó chỉ đau ngay tại thời điểm đó, ảnh hưởng không có nặng. Okay. Phân có phân ở dạng mềm, có thể hơi có nước. Bạn chú ý ha. Bây giờ chúng ta sẽ nói về từ dí. Giờ y dí sắc dí. Dí cũng khá giống với tào tháo rượt, có nghĩa là tình trạng anh ta bị đau bụng và phải đi cầu gấp ngay bất chợt. Ok, đó là dí. Dí là một cách nói khác nhằm đi tránh, nói giảm, nói tránh.
không sử dụng từ như là anh ta cần phải đi cầu gấp, anh ta cần phải đi vệ sinh gấp, hoặc nói khác hơn của từ là anh ta bị tào tháo rượt. Ok, dí nghe có vẻ nó nhẹ nhàng hơn và nó lịch sự hơn. Anh ta bị dí, anh ta bị dí nên anh ta vô nhà vệ sinh rồi, anh ta bị dí nên anh ta vô nhà vệ sinh rồi. Như vậy qua bài học này mình hy vọng là các bạn đã hiểu được cách sử dụng các từ tiêu chảy, tào tháo rượt, dí, và các bạn phân biệt được đi vệ sinh, đi cầu, đi đại tiện, đi ỉa, đi tiểu tiện, đi đái, phân và cất. Ok, nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng gửi về cho mình. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.